Vừa qua, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và chỉ định Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch PVN cho ông Nguyễn Quốc Khánh, hiện là Tổng giám đốc PVN. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn và tin tưởng cá nhân Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng lãnh đạo tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, phát triển để PVN trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, có năng lực cạnh tranh trên thế giới, tiếp tục đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, thách thức và khó khăn đối với ngành dầu khí là rất lớn khi giá dầu tiếp tục đà đi xuống và chưa có dấu hiệu dừng. Vì vậy, lãnh đạo tập đoàn cũng như toàn thể cán bộ nhân viên cần đoàn kết, học hỏi, tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ, đẩy mạnh giải pháp khoa học công nghệ, đổi mới quản trị doanh nghiệp để xây dựng PVN năng động và phát triển hơn nữa. Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã bầu ông Nguyễn Quốc Khánh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại buổi lễ, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đã trao quyết định chuẩn y bổ sung ông Nguyễn Quốc Khánh vào Ban thường vụ Đảng ủy khối giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.